Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi tuần chúng ta sẽ luôn gặp nhau trong khung giờ quen thuộc này để được cùng lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ từ khách mời của chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của tuần này quý vị nhé. Chào em. Xin chào chị. Ngày hôm nay em vui khi đến với chương trình và được gặp gỡ trò chuyện với chị. Hôm nay em có một câu chuyện để em kể với mọi người cùng nghe, là về cuộc hôn nhân của em không có được viên mãn cho lắm. Em kết hôn cách đây cũng khoảng 8 năm rồi. 8 năm. Tức là mình tầm khoảng 23, 24 tuổi là mình có chồng. Dạ đúng. Vậy thì các bạn quen nhau trong cái hoàn cảnh nào để mình quyết định đến với nhau trong cái cuộc hôn nhân đó? Thì chồng em á, ngày trước là vô tình quen nhau thôi, không có làm chung công ty, cũng không có gần nhà nhau. Từ một sự tình cờ làm việc trong cái ngân hàng đó, người giao dịch trong đó thì vô tình hai vợ chồng mình gặp nhau. Em thì không để ý lắm, ảnh thì cứ để ý tới em. Xong lần đó giao dịch thì em vô tình lần thứ hai cũng đi tới cái ngân hàng đó lại lần nữa, thì lại vô tình gặp nhau lần nữa. Thì ổng nghĩ là cái duyên sẽ đánh duyên rồi. Dạ. Ổng có tới làm quen, hỏi thăm, xin số điện thoại để tiện liên lạc, muốn làm quen với em. Cũng không có gì ngại nên em cho số điện thoại. Rồi bắt đầu mình nói chuyện. Ảnh cũng nhắn tin qua lại với em, cũng hỏi thăm em suốt mấy tháng trời. Thì em không có trả lời tin nhắn nhiều. 4-5 ngày thì em mới trả lời ảnh một cái tin nhắn thôi. Thì em cũng tập trung với công việc. Tại vì công việc thì chưa có ổn định. Ảnh nhắn tin với em qua lại thì cũng khoảng 6 tháng. Thì hẹn cà phê, em cũng mở lòng thì đi cà phê. Sau vài lần như vậy, cái cà phê mình ăn uống nói chuyện thì thấy ổng cũng hiểu, cũng ga lăng, cũng đàn ông, cũng nói chung là nội tâm lắm. Em cũng nghĩ trong bụng là thôi mình mở lòng đi, trước đó mình cũng có tình gian dở rồi, thôi thì duyên nó cũng tới mà cũng ổng cũng theo mình 6-7 tháng nay rồi thì mình cũng nên mở lòng ra để cho người ta, như người ta tốt với mình thì sao. Thì một lần nữa em trải lòng với chồng em, gần một năm sau thì bắt đầu tiến tới hôn nhân. Chăm sóc em kỹ lắm, sáng đưa đi chăm ăn sáng, xong rồi là trong chỗ làm hỏi là em vô chỗ làm chưa, hôm nay có gì vui không, hôm nay có ai làm cho em buồn không. Rồi chưa cái là chuẩn bị, ví dụ là canh 11 giờ trưa là xuống là thấy ông đứng trước cửa rồi, chở đi ăn trưa, xong rồi uống cà phê nghỉ ngơi, xong rồi trở lại chỗ làm. Rồi xong tới chiều là chăm đi đón về kỹ lắm chị, cũng nhắn tin buổi tối, rồi chở đi ăn, đi uống cà phê, đi mua sắm, đi chơi, cũng tâm sự mỗi ngày, hỏi em công việc làm sao. Ngày nào không nhắn tin là không thể nào mà ngủ được hết á. Ổng nhắn một ngày cho em là mấy chục tin nhắn á, nghĩa là có quan tâm, có hỏi han. Nếu mà nói với cái hoàn cảnh gia đình thì em thấy là ok, gia đình thì có ba mẹ chồng thôi chứ không có chị em gì nhiều. Ổng cũng là con một, ổng lo cho mình thì mình về cái cuộc sống nó cũng không có khó khăn gì lắm đối với mình. Với lại mình cũng là phụ nữ có công việc ổn định, có kinh tế thu nhập riêng cho cá nhân nên cũng không có cần phải dựa dẫm vô nhiều. Sau thời gian hai đứa tính tới chuyện hôn nhân, ra mắt ba mẹ hai bên rồi nói chuyện, xong rồi bên cũng đồng ý thì em tiến tới hôn nhân. Nói chung là một cái khởi đầu nó cũng khá là suôn sẻ, nó cũng bình an, nó cũng tạo ra cho mình cũng một cái một cái sự lãng mạn và cả cái nhiều cái kỳ vọng nữa. Dạ đúng rồi. Thế thì bước vào cái cuộc hôn nhân đó khoảng bao nhiêu lâu thì sóng gió bắt đầu ập tới? Sau khi em mang bầu có đứa con đầu lòng, thời gian đầu á thì hạnh phúc lắm, có con giống như là có con đầu tiên thì ông chăm ông lo ăn uống này kia, cái gì cũng chiều hết trơn. Đến cưới về là các bạn ở chung với ông bà hay là ở riêng? Dạ ở chung với gia đình luôn. Ừ, với bên mẹ chồng sung sướng lắm chị, không có cần phải làm gì nhiều hết, có ăn ngủ chăm sức khỏe cho đứa bé rồi mua sắm đồ đạc này kia. Nhưng mà thời kỳ mang thai của em càng ngày nó càng lớn, chuẩn bị sanh á là chừng còn 1-2 tháng á, em thấy chồng em bắt đầu hạn chế nói chuyện với em, hay thường xuyên là anh có việc tăng ca, anh bữa nay anh có hẹn với bạn, không có về nhà ăn cơm. Em nghĩ thôi, ổng cũng lo để kiếm tiền cho tương lai của con mình, em cũng không có nghĩ gì nhiều sâu xa. Cho tới thời điểm em sinh em bé, mọi thứ vẫn hoạt động như là bình thường, không có gọi là vấn đề gì gọi là lạnh nhạt, hay là nói chung là ổng cũng vẫn chai vô bệnh viện chăm sóc em. Hai bên gia đình vẫn có một cái mối quan hệ vui gắn kết. Con em đầy tháng xong rồi vẫn tiệc tùng này kia tổ chức. Thời gian đó thì em thấy là vẫn là ổn định. Khi mà con em thôi nôi xong á, giống như người phụ nữ á, em có cái linh cảm thôi chứ em không có chắc chắn là ổng ngoại tình, là ổng ngoại tình. Linh cảm nhưng mà lướt qua để mình có cái tâm trí ổn định. Em sợ là sản hậu sau khi sinh á, trầm cảm này kia nó sẽ ảnh hưởng tới bản thân mình, ảnh hưởng tới con mình. Thì em cứ lướt cho qua. Cái biểu hiện nào của ảnh nó làm cho mình buộc phải nảy sinh sự nghi ngờ? Cái cảm giác của mình giống như là ông này sao này thấy ổng dường như là đẹp trai lên, chân diện lên, lúc giống như là hồi lúc mà mới biết mình vậy đó.
thấy nó kỳ kỳ trong cái người đàn ông, nó kỳ kỳ ra thì khi mà yêu á thì người đàn ông nó khác, cái ở nhau một thời gian rồi cái lòi gì tính xấu lắm, nhưng mà khi một thời gian ở với mình cái tự nhiên ổng lại có cái đề bếp giống như hồi trước khi quen mình, cái cảm giác là ông này là có cái vấn đề gì rồi đó, nhưng mà mình không có chắc chắn được 100%. Em âm nằm em để đó, em chăm sóc cho con em tới khi mà nó một tuổi mấy á, thì cái chuyện ngoại tình em gác qua một bên đi. Tự nhiên ở trong cái cơ thể con người em á, cái vùng ngực của em nó bị hay bị tất, cái nó bị nổi giống như là một cái cục hạt bún ở trong con ngực á. Em nghĩ là chắc con uống sữa này kia thời gian lâu cái mình cái cảm giác của mình nó đau thôi, thì em uống thuốc giảm đau, thời gian em ngưng sữa cho con bú rồi em uống thuốc giảm đau thì nó có giảm đi cái phần đau đó, nhưng mà nó vẫn tái lại 2-3 tháng cái nó vẫn đau lại, thì cái chỗ đó càng ngày nó càng nhức lên. Bắt đầu cái em mới quyết định để em đi khám. Khi em đi khám á, em phát hiện ra là mình ung thư giai đoạn 3. Lúc đó cũng chưa có nói. Em đi khám với ai? Dạ em đi một mình, em không nói ai nghe. Có nghĩa là trong cái quá trình trước đấy mà mình đau, có những cái cơn đau ở phần vùng một, ở phần thềm ngực của mình cũng không nói với chồng nghe. Dạ không, tại vì cái thời gian đó là hai vợ chồng không có gần gũi với nhau, ổng cũng không có ân ái đâu, giống như người mới quen nhau nữa. Đi về mệt ngủ nên em ít nói chuyện. Là lúc đó là em có cái linh cảm đó chị, là nghĩa là ngoại tình, nhưng mà sau cái em gác cái chuyện đó một bên đi, thì em lo sức khỏe bản thân mình. Là cái giai đoạn 3 rồi, là bắt buộc em phải cắt bỏ đi, em phải hóa trị, em phải điều trị, em bỏ cái vùng ngực một bên đi để em giữ được một bên, thì sức khỏe của em mới ổn định, em mới tiếp tục cuộc sống bình như bình thường được. Nếu em không cắt bỏ đi nó sẽ ảnh hưởng cả hai bên, mà càng ngày nó em sẽ càng yếu, mà sẽ dẫn tới nguy cơ là tử vong. Sau khi em phát hiện xong rồi đó, em mới về em nói với mẹ là tình hình của con là như vậy, con phải điều trị. Nhưng mà lúc đó em chưa nói mà là con nghi ngờ chồng con ngoại tình, em chỉ nói là về cái vùng bệnh của em thôi. Mẹ ruột em á thì quen cứ đi điều trị bệnh đi, rồi nói cho hai bên gia đình biết, con thì hai bên cùng nhau chăm sóc, thì có gì có ba nó cứ yên tâm mà chăm sóc bệnh, rồi sau khi mà hết bệnh khỏe rồi về rồi làm lại cuộc sống bình thường. Còn em lúc đó thì mới có 2 tuổi mấy thôi, em cũng xót, em nghĩ không ai chăm sóc bằng mẹ, em cũng gán chịu đựng, mình phải khỏe thì mình mới về mình chăm con được, thì em chấp nhận gửi con cho ngoại, lúc thì ngoại giữ lúc thì nội giữ. Lúc đầu là được về nhà là phải đi tới lui để hóa trị vài lần, có một thời gian nằm viện khoảng 2-3 tháng á, là để ổn áp cái cơ thể của em lại. Em cao huyết áp, em bị tim, tâm lý nó căng thẳng á, bác sĩ không có thể nào mà nói là mổ liền được. Trong thời gian mà em nằm bệnh viện là cũng 3 tháng, con em nó mới gọi điện thoại video call cho mẹ rồi, thì nó có nói là mẹ ơi con nhớ mẹ, 4-5 ngày nay ba không có về nhà chăm con. Lúc đó em chợt nhớ lại cái thời gian trước mình có cái linh cảm là chồng ngoại tình, thì em mới nhờ em gái em với lại những cái người bạn trong công ty đồng nghiệp của chồng em á, nhờ ngó chồng em giùm coi sao dạo này ổng bận việc gì mà ổng không về nhà, rồi con thì 3-4 ngày đây không gặp. Thằng bé lúc đấy là ở với nội hay với ngoại? Dạ với ngoại. Em gái em thì nó không có biết được là cái lịch trình của ổng đi như thế nào nên em nó cũng chỉ về nhà nó coi tình hình là ở nhà ổng có về không thôi. Người bạn mà làm chung công ty với chồng em á là phụ nữ, hiểu đồng cảm như phụ nữ nên là có nhìn thấy được ổng nhiều khi vui vẻ như nói chuyện quá trớn với một cái đồng nghiệp nữ bên phòng kế toán kế bên. Bắt đầu thì người ta mới theo dõi giùm em, chụp hình lại rồi xong em gửi về cho nha. Em gái em thì em nhờ là đi theo có gì canh giùm chị hai, mới phát hiện ra là ổng ngoại tình với cô gái đó. Nhưng mà em không biết là thời gian bao lâu thôi, nghĩa là mình chung sống với nhau mấy năm trời rồi, bây giờ có con rồi mà mình cũng đang bệnh mà bỏ không có tình nghĩa gì hết, không vô bệnh viện coi mình như thế nào, con cũng bỏ bê, con nó cũng gọi điện, thì nghĩ trong đầu là thôi ghé gì con về rồi từ từ mình nhắn với chồng mình sau. Thì nhiều khi không có mình bên cạnh, một phút cũng đông nổi, ổng xa ngã thì mình về mình nói chuyện lại. Sau khi mà em hóa trị, em điều trị, em mổ ổn định, em xuất viện thì là khoảng 1 năm trời. Thì cái tình trạng nó kéo dài 1 năm trời luôn. Sau khi về xong á, có nhiều lần á em nói chuyện với chồng em bé bé thôi, chứ em không có phải là nói thẳng là anh này kia đi tôi bắt được rồi nha không. Thì em cũng muốn giữ cái hạnh phúc của gia đình, em muốn con em có cha có mẹ đầy đủ, nên em cũng gán dằn xuống, em cũng vài lần em cố gắng nói chuyện để trong hồi tâm chuyển hướng để quay về với gia đình. Có một lần em mắc tại chồng, hai người ở trong khách sạn, lúc đó thì khách sạn không cho em lên tại vì người ta gọi là bảo mật thông tin của khách hàng. Vì sao em biết được là họ ở trong khách sạn? Dạ tại vì bữa đó em đi theo một ngày luôn, em buông bỏ nhưng mà em sẽ bắt một trận một lần để cho ông biết là em đã theo dõi rất lâu rồi. Thì ngày em đó em bỏ một ngày em theo dõi, thì em đi theo em tới khách sạn luôn, thì em đợi cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ xong thì em bắt đầu vô. Bữa đó em vô thì người ta không có cho em vô, thì em nói là em có giấy tờ hợp pháp mà không đúng đầy đủ, em nghi trọng ngoại tình và không cho em tới báo mang. Thì người ta cho em vô vòng, người ta dẫn em lên, nói chung là ập vô thì đúng là
có nghĩa là một trận lôi đình luôn, cũng lộn, tao nói tùm lum tùm lum hết trơn á. Em đi với nhỏ em gái em là chú hai chị em thôi, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, em không có muốn ảnh hưởng tới những cái người lớn xung quanh. Biểu hiện của ảnh khi anh thấy em và em gái của em xuất hiện ở trong phòng đó là gì? Ổng bất ngờ lắm chị, ổng rất là bất ngờ, tại vì ổng nghĩ là ổng giấu suốt một thời gian qua mà em không nói gì hết trơn á, mà sao tự nhiên đột xuất lại bắt được ngay tận cái khách sạn luôn. Thì ổng bất ngờ, nửa là muốn bên kia, nữa là cũng muốn hối hận với em, nhưng mà em đã quyết định rồi. Nhưng thật sự ra em còn bất ngờ hơn nữa là ổng cặp với cô gái này á là lúc em có bầu con em 8 tháng, kéo dài tới giờ luôn. Là đúng cái cô đồng nghiệp. Dạ đúng, hai bên có xung đột. Em với cái người phụ nữ nó cũng lời qua tiếng lại, cự nhau rồi thì mới gục cái miệng của người con gái đó, là tại vì mày ngu, tại vì lúc mày có bầu 8 tháng thì chồng đã quay tình tao tới giờ này rồi mà mày không phát hiện ra. Thì mày nhìn coi là cái con người của mày đi, thì người chồng ngoại tình á do chán ngẩm người phụ nữ. Lúc đó em nói gì với cổ? Em nói với cô đó là đúng, người chồng ngoại tình là do người phụ nữ. Thì bạn nghĩ đi, nếu như là chồng mình có thể làm với mình được điều đó, thì khi mà chồng mình bỏ mình đến với bạn, bạn có một đứa con, thì chồng mình cũng sẽ làm được điều đó với người bạn, cũng là một cái tình thế giống như mình thôi, không khác gì đâu. Đừng bao giờ mà tự tin như vậy. Sao em lại đặt em vào vị trí giống như cô kia được? Cô kia sao mà giống như em được? Chí thì em còn được công khai đi với anh ở ngoài đường, em có đủ giấy tờ để khách sạn buộc phải dẫn em lên phòng. Cổ tự hào về cái câu chuyện đó là từ lúc em mang bầu 8 tháng thì chồng của em đã ngoại tình rồi. Và cổ cho rằng điều đó với em đó là một cái điều rất là ngu ngốc, đúng không? Nhưng mà như vậy thì bây giờ tính ra đứa nào ngu hơn, khi mình đã ở trong bóng tối hơn một năm trời rồi, mình đã phải đến với cuộc đời của người ta như một dạng sơ cua, khi người ta không có gần gũi được vợ người ta, khi vợ người ta bầu 8 tháng, chắc gì đứa nào khôn hơn đứa nào ở đây. Chồng em giàu không? Dạ cũng khá. Cổ có ăn được tiền của chồng em nhiều không? Vậy còn cái duy nhất để cứu rỗi là cổ có khôn hay không là nằm đoạn này đó. Lấy được bao nhiêu tiền thì cái đó thì chắc không có đâu chị. Tại vì có một cái số tài khoản là khi mà chi tiêu bất cứ cái gì á là cái số tiền tiết kiệm của vợ chồng em thì nó vẫn còn nguyên. Có nghĩa là ổng cũng đi theo kiểu ăn bánh trả tiền thôi, là cặp một thời gian dài mua sắm này kia thôi. Nhiều tại vì chồng em nó không có tới nỗi mà phải là bòn rút của gia đình. Ổng gia trưởng lắm, tiền bạc thì ổng kỹ lắm, ổng cũng kỹ lắm, chứ không phải là ngu gì gái đâu. Phải nói sao mà cũng nghe vậy. Vậy rồi kết thúc cái trận ẩu đả trên đó thì anh có về nhà với em không? Em thì em với em gái em tự về nhà bên mẹ em một tuần lại tĩnh tâm. Em quyết định là ly dị luôn. Em nói không, thì bây giờ thà một mình nuôi con chứ không có bước vô lần hai nữa. Em hóa trị tổng cộng mấy lần? Em hóa trị tổng cộng là 6 lần. 6 lần. Em ở trong bệnh viện tổng thời gian bao nhiêu lâu? Một năm. Chồng em ghé bệnh viện với em được bao nhiêu ngày? Chắc cũng ít rồi, một tuần, nửa tháng, một lần, hai lần. Vậy thì trong cái thời gian mà anh ra vô bệnh viện một cách rất là thưa thớt như vậy đó, thì em với anh mỗi ngày có nhắn tin, có hỏi thăm anh có biết rằng là ngày hôm nay ở trong bệnh viện vợ mình như thế nào, hoặc là em có biết rằng là chồng mình đang ở đâu làm gì thông qua liên lạc không? Cái đó thì sau đây là ít đâu chị, không có nhắn tin nhiều. Có khi một ngày có một tin nhắn, có khi không có luôn. Là cái lúc mà bắt đầu mà em nằm viện là cái hạn chế luôn. Cái sự chăm sóc mà anh dành cho em trong quá trình mà em nằm viện nó như thế nào? Không có luôn. Vậy thì đáng lý ra lúc đó em phải ly hôn rồi chứ. Em muốn con em có cha có mẹ đầy đủ. Năm sáu ngày anh có về với đứa nhỏ đâu? Em muốn là sau khi em về rồi, em muốn cứu vãn lại cái hôn nhân đó, để cho ổng như là sai, để biết về với vợ với con. Dù cái thời gian dài vậy đó, em cũng có cố gắng là buông đắp tình cảm hồi xưa để cho ổng hiểu ra, ổng quay về. Nhưng mà một thời gian là chịu đựng, cũng sau khi quá trị xong là cả năm rồi đó. Em buông đắp, nhưng mà những cái lấn cấn ở trong cuộc hôn nhân kéo dài hơn một năm, mình đã thực sự nói chuyện với nhau chưa? Ví dụ ảnh ít gần gũi lại nè, ảnh ít ở nhà nè, ảnh không có chăm con nè, ảnh không có đồng hành với mình. Tức là những cái lý do cho những cái sự thiếu hụt gắn bó đó, đó mình có ngồi xuống mình hiểu rằng là nó đến từ cái gì không? Chẳng hạn như trong suốt gần một năm em ở viện đi, có khi nào em rất là thẳng thắn nói bạn là anh ơi, em nghĩ là anh vô bệnh viện với em đi, em cần anh cái lúc này. Có nghĩa là mình nói rất là rõ ràng về cái nhu cầu được gắn bó như vậy, hay là em cũng im lặng anh vô anh không vô thôi. Mà khi anh không vô rồi, đến ngày mà anh vô thì mình hờn hờn theo kiểu anh muốn quan tâm gì tới em đâu, xong hết. Thì lúc em một hờn thì em cũng nhắn, em nói em mệt mỏi, em muốn anh ở bên cạnh. Anh trả lời gì? Không trả lời. Thì qua ngày hôm sau á thì cũng có vô nói em chút, hỏi vài câu,
rồi xong rồi đi. Và em có biết là anh đi đâu không? Thì nó đi làm, cứ hỏi thì nhiều khi nhắn tin hoài thì ông cũng một bữa mới anh đi làm, anh kiếm tiền mệt mà em ở hoài. Có nhiều lúc như vậy mà em thấy ông không có tình cảm nữa nên ông cũng bớt tin nhắn lại với em, bớt nói. Đó là vấn đề đó, có nghĩa là ở đây khi mà chị hỏi em tới mức này chỉ để cho em thấy rằng là thực ra vốn là nó đã đứt gãy từ rất lâu rồi. Và mọi người, nếu như mọi người không giải quyết trực tiếp vào vấn đề để nhận ra một cách chính xác là nó đã đứt gãy thì câu chuyện là nó cứ kéo dài, và cái chúng ta tốn là thời gian và chúng ta gia tăng thêm niềm đau thôi chứ có được gì đâu. Và những đứa con luôn luôn là những cái nhân vật được lôi kéo vào trong câu chuyện này như một lý do. Nhưng mà em nghĩ thưa con, em được thụ hưởng cái gì từ một cái người cha hời hợt? Nó không được hưởng gì, nhưng mà được cái đời được cái một gia đình hoàn mỹ. Hoàn mỹ không? Nhưng mà... Hoàn mỹ không, khi mà nó thấy ba má nó chưa bao giờ ngồi âu yếm nhau, chưa bao giờ nói những câu ngọt ngào. Mẹ nó bệnh, mẹ nó đang cô đơn một mình trong bệnh viện. Đứa trẻ nó cần một gia đình, ở đây là nó cần những hình ảnh của một gia đình cụ thể trong hoạt động, chứ đâu phải nó cần một người tên Trần Văn Ba và một người tên Nguyễn Thị Mẹ xong chấm hết. Thế thì sau cái cú đánh ghen đó thì nhà nội có biết cái chuyện này không? Dạ biết, thì em có nói là hai bên cùng biết. Ba mẹ chồng em cũng không có quan tâm lắm. Tôi muốn làm thì tôi làm. Cuộc hôn nhân của mình đã diễn ra như thế nào, theo cái kiểu hai bên đối đãi với nhau ra sao, để rồi vừa mới cưới khoảng tầm hơn 1 năm thôi, theo như lời mình nói là mình mang bầu đến tháng thứ 8 thì chồng đã bắt đầu mối quan hệ này rồi. Vậy cái gì đã khiến người ta hết mặn mà cái cuộc hôn nhân? Em nghĩ là quan hệ trai gái. Trong thời gian đó thì sinh con nè, có bầu, sinh em bé thì không có quan hệ được nhiều. Năm ra cái cảm giác nó lạnh nhạt đi, chồng mình nó đi kiếm cái thú vui mới, bắt đầu chê cái cơ thể của mình. Và đã vậy rồi mình còn bị mà ung thư nữa, phải cắt bỏ đi phần ngực nữa, đâm ra không có còn cảm hứng được với ổng, nên bắt đầu ổng mới lạnh nhạt. Ổng nói chung là để em làm quan hệ trai gái á. Thì ra quan hệ trai gái là để người ta giải quyết một cái nhu cầu, và cái nhu cầu đó nam giới ai cũng có, nữ giới cũng có nữa. Nhưng mà tại sao có những người, người ta cũng có một cái người bạn đời bệnh nan y, thậm chí là cái mức độ tàn phá cơ thể nó còn nhiều hơn như vậy nữa mà người ta vẫn đồng hành được? Thì em cũng nghĩ vậy đó. Em không có suy nghĩ được cái gì hơn là nhu cầu sinh lý, đúng không? Thực ra khi cưới nhau về các bạn có chia sẻ với nhau dễ dàng không? Lúc đầu mới cưới nhau về là hai vợ chồng cùng chia sẻ đủ thứ đó, từ việc nhà, cơm, nước, cùng nhau làm việc luôn. Chỉ có thời gian sau khi mà em có bầu á là bắt đầu có thay đổi thôi. Vậy thì tại sao lúc có bầu mình cũng có những cái linh cảm nhất định là về việc chồng mình không toàn tâm toàn ý cho gia đình mà em lại không sớm lên tiếng hoặc đưa ra những cái cảnh báo cho anh? Em không muốn nghĩ gì đó, dù mặc dù là em nghĩ nhưng mà em không có muốn là cái gì đó đi sâu quá vô tâm lý của mình. Em có cái niềm tin, em tin chồng em không ngoại tình. Em lúc nào cũng để cái tâm trí đó trong đầu là chồng mình không ngoại tình đâu, ổng đi làm kiếm tiền lo để cho tương lai vợ chồng con cái nó tốt hơn nhiều hơn. Đó là vấn đề đó. Và cuối cùng thì em kết luận chồng em ngoại tình vì một cái lý do nó rất là bản năng, là nhu cầu sinh lý. Khi đề nghị ly hôn thì ai là người đề nghị? Dạ em. Phản ứng của anh như thế nào? Hình như là ổng không bất ngờ lắm, nhưng mà lúc đầu cũng có hơi buồn một chút. Ổng vẫn quyết định ký giấy ly hôn. Em gạt hết những cái đó qua một bên. Em không sợ nữa, tại vì không có chồng vẫn sống bình thường, con không có cha vẫn có một tương lai tốt đẹp thì do người mẹ dạy thôi. Sẽ cố gắng em dành hết những thứ gì tốt đẹp nhất cho con em để cho nó hiểu. Đối với em như vậy là đúng rồi. Lúc đó em có tự tin vào khả năng kinh tế của mình không? Dạ có. Rồi đối với vấn đề về sức khỏe, thực ra mình vướng một cái bệnh nó cũng là bệnh nan y. Rồi cái việc có dứt điểm hay không nó vẫn là một ẩn số. Dạ đúng. Em có cái lo lắng về cái việc đó là mình sẽ đồng hành được với con bao nhiêu lâu không? Cái đó thì em cũng có. Nhưng mà gán động viên bản thân mình, gán cố gắng vì con là được. Cuối cùng đó là mình thực sự ra khỏi cái cuộc hôn nhân này rồi. Cảm xúc của em ngày hôm đó làm sao? Tự nhiên em thấy giống như là mình được giải phóng á chị. Từ bây giờ cái tôi tự do, tôi muốn làm gì cũng được, muốn đi đâu, muốn làm gì, muốn chơi ai, muốn nói chuyện, muốn tâm sự mẹ con, tôi muốn đi đâu cũng được. Nhưng mà thoải mái chị, không có bị áp lực tâm lý nữa. Từ nay về sau là tôi không nhìn thấy ông nữa. Nhớ nỗi đau nó chồng lên á, cứ quá khứ nó dây dẫn như vậy, cứ dẫn trong đầu hoài luôn á. Thoát rồi cái đó là tự nhiên cái đó nó biến mất hết đó chị. Em nhẹ người lắm. Sau khi mà mình chính thức thành mẹ đơn thân như vậy thì cái việc mà mình chăm sóc con rồi cái cuộc sống của hai mẹ con nó có phải đảo lộn nhiều không? Dạ không, tại vì trong thời gian ly hôn là em đã ở đây rồi, em đã tự thân một mình tự lo cho con hết rồi. Bây giờ bước ra thì nó cũng như buộc sống bình thường thôi. Có nghĩa là về bản chất là mình đã sống cái cuộc sống đơn thân đó dạ, từ rồi. Trước khi ly hôn rồi. Dạ đúng. Đúng không? Và đó là cái chỉ báo rõ nhất đó, có chồng mà cũng như không có thì tốt nhất là đừng có. Dạ đúng rồi. Con đón nhận cái việc đó là ba với mẹ chính thức không còn ở chung với nhau nữa có dễ không? Và thực ra em có cho con biết không? Em cho con biết. Thì lúc đầu thì nó cũng khóc, nó cũng buồn. Nhưng mà nó giống như là nó cũng quen rồi.
Tại vì trước khi đó không có mẹ bên cạnh thời gian mẹ chị bệnh đó, thì ba đã như vậy với con rồi. Nên nó cũng có một cái tâm lý là nó không có buồn nhiều lắm. Nhưng mà đúng là, đúng thì con nít nó vẫn khóc, nó vẫn buồn, nó vẫn nhớ, nó vẫn nói. Nhưng mà thôi em cũng khuyên đó, bây giờ là con lớn thì con cũng sẽ hiểu. Ba vẫn qua chơi với con, ba vẫn nâng con như bình thường, không có gì hết. Thì giống như thời gian mẹ nằm bệnh viện đó, ba cũng qua lại như bình thường vậy thôi. Thì từ từ sau này con sẽ hiểu được cái lý do là tại sao ba với mẹ lại không ở chung với nhau. Thì mẹ cũng mong là con hiểu cho mẹ, là bạn vui vẻ. Dạ đúng, bé nó cũng trải qua một cái thời gian như vậy rồi. Nên bây giờ có tiếp tục đi chăng nữa thì bé cũng không có bị sốc. Cuối cùng rồi thì nó cũng có khác gì đâu, trong một cái sự gắn kết rời rạc, người ta không thương nhau nữa, tao không dành thời gian cho nhau. Vậy thì cuối cùng em bé, em bé là cái biểu tượng, gọi là một cái biểu hiện rõ nhất để chúng ta kiểm tra xem là thực ra thì cái gia đình của mình nó có còn là cái gia đình hay không, ngay từ trước khi chúng ta quyết định ly hôn. Cho nên mới nói là thà là sửa, sửa thì phải sửa cho quyết liệt. Có nghĩa là khi mà chúng ta đưa ra một lý do là vì con mà không ly hôn, tôi muốn níu kéo cái gia đình này thì nó phải là một cái gia đình đã. Chứ không có nghĩa là tôi níu kéo bằng cái việc đó là tôi không chấm dứt một cái thủ tục pháp lý. Nhưng mà thực ra không có sự thay đổi nào trong hành vi và trong cái gắn kết. Tính đến thời điểm này thì cái cuộc sống đơn thân chính thức đó nó đã kéo dài được bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi chị. Em vẫn đi làm, về ngày cũng về nấu cơm, thời gian rảnh mẹ con đi cà phê, đi du lịch này kia. Vậy thì việc mà mình xuất hiện ở đây cùng với câu chuyện của mình, cái điều mà em mong muốn chia sẻ với mọi người là cái gì? Ngày hôm nay em đang chia sẻ thì em cũng muốn nói cho những chị phụ nữ biết là mình phải có một cái kinh tế tài chính nhất định cho bản thân của mình. Khi mà buông ra mình không bị hụt hẫng, không có bị phụ thuộc vào người đàn ông đó, mình tự tin mình bước ra khỏi cuộc đời người ta. Còn nếu như em quyết định chọn rồi thì phải tìm hiểu và thật là kỹ càng. Bây giờ phụ nữ mà đẹp một cái là chồng mất chồng liền, không có còn chồng chứ có phải đồ vật hay là thú cưng gì đâu mà sợ bị mất hay bị trộm. Em chồng cũng là một con người và ảnh tự quyết định đời ảnh chứ. Em cũng đã đưa ra được một cái điều kiện rất là quan trọng, đó là phụ nữ phải có tiềm lực về kinh tế, phải có một cái khả năng kinh tế rất là vững chắc. Thì cuối cùng là gì? Bạn có năng lực, bạn có sự hiểu biết, bạn có sự tự tin không thì tinh thần bạn mới ổn, mà tinh thần bạn ổn thì bạn mới có công việc, mà có công việc rồi thì kinh tế vững chắc. Và nếu như chỉ có nhan sắc để có thể quyến rũ chồng người thì bạn đừng quên rằng sẽ có đứa khác đẹp hơn nó xuất hiện, bởi vì nhan sắc của bạn nó cũng sẽ già đi. Khi mà em nói như vậy thì chị lo cho em thôi, chị lo cho em, bởi vì em vẫn còn nuôi dưỡng cái suy nghĩ đó thì em vẫn còn yếu thế, em vẫn còn hoài nghi vào bản thân mình là mình không đủ đẹp, vậy thì có còn cái người nào đó yêu thương mình nữa không? Trong khi em còn trẻ mà, em mới có 30 mấy tuổi thôi, thanh xuân còn ở phía trước dài lắm. Và cái thứ hai đó là gì? Đó là em vẫn nghĩ rằng là mình vẫn phải đi phục vụ đàn ông trong cái câu chuyện làm đẹp của mình. Chúng ta đâu làm đẹp vì nam giới không? Nên là chị hy vọng rằng là cái sự cởi mở đó nó sẽ được em tính toán lại, bởi vì nó tính cho em và tính cho con em nữa. Theo em nghĩ là nếu như con mà lướt ngang một cái clip của cái câu chuyện ngày hôm nay, con có nhận ra là mẹ đang kể chuyện không? Chắc có, thì cũng nghe giọng mẹ, nghe nội dung kể chuyện chắc là sẽ biết mẹ. Vậy thì có nhắn gửi gì cho con không? Nếu mà con mà có lướt qua mà con nghe được giọng mẹ thì hiểu cho mẹ, mẹ cố gắng thành một người lành lại sau này, có tương lai tốt đẹp cho bản thân. Cảm ơn em, con sẽ có tương lai tốt đẹp nếu như người đồng hành với con là một cái người thực sự tự tin, bình an. Thì chị cũng hy vọng là em sẽ bình an ngay từ mặt thể chất, rồi bình an về mặt tinh thần. Cảm ơn em vì đã đến đây. Và cảm ơn quý vị khán giả cũng đã luôn dành thời gian cho Ai Cũng Có Chuyện vào mỗi tuần. Chúng ta nghe những câu chuyện từ công việc cho đến phát triển bản thân, chúng ta quan sát nhau, lắng nghe nhau. Ngoài ý nghĩa của sự chia sẻ cảm thông còn là ý nghĩa của sự học tập nữa. Và đó cũng là tâm ý của những người thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì thời lượng của tuần này đã hết rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại mọi người vào Ai Cũng Có Chuyện ở số phát sóng kế tiếp. Em thì bố đơn thân á chị. Anh nói lớn giùm em với. Dạ em là bố đơn thân á chị. Bố lang thang hả? Bố đơn thân. Không, anh giới thiệu họ tên á. Họ tên á, tên em là Quỳnh Văn Đoàn chị. Rồi anh giới thiệu tiếp đi, anh làm nghề gì, sinh bao nhiêu tuổi? Em là Quỳnh Đoàn, sinh năm 1994. Em làm công trình xây dựng ở Sài Gòn. Xây dựng, rồi. Thu nhập anh bao nhiêu? Em làm một ngày 100 đó chị. Dạ? Anh nói lớn lên giúp em anh ơi. Em đi làm một ngày là 500 thì mình làm một ngày đó. Ờ chị đang tháng nhiêu ta? Tháng 15 triệu. Rồi anh nói sơ giúp em về cái hiện tại đang anh đang ở đâu? Dạ em đang ở quận 7 Nhà Bè chị. Nhà Bè ạ.
Rồi, anh nói sơ giùm em cái điểm mạnh điểm yếu đi. Dạ, điểm mạnh của em là đi làm, cố gắng làm vô công việc, em làm cố gắng mà làm công việc. Điểm yếu em thì hay quên, lại nhưng mà cũng hay quên. Ok, anh ơi, anh cái này là mình sẽ phải tự giới thiệu tình trường tất cả mọi thứ, anh phải tự giới thiệu profile của anh nha, tại vì á lên chương trình là có một mình anh đọc phải dẫn không à, cho nên không có ai hỏi anh từng đi từng tí vậy đâu. Bây giờ anh giới thiệu cho em về cái tình trường của mình đi, anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua được hai mối tình là chị, thì vợ trước em thì đủ vợ rồi, sau này thì em cũng quen nhưng mà không có thành chị. Rồi anh giới thiệu, anh nói cho em về cái mối tình là hôn nhân của anh đi, hôm đầu á, rồi lý quen chảy như thế nào, lý do tại sao lại chia tay. Dạ. Tại hai vợ chồng em thì cũng không có gì hết, tại em thì đi làm á, có vàng gì, thì em cho vợ em đeo, đi về với nhà ông bà là vợ em đó, thì nghe là ông bà là vợ em rồi thì giữ luôn chị, không có về đây nữa. Nên em mới thôi luôn chị. Tại sao là vợ của anh lấy hết vàng về quê hả? Dạ đúng rồi, lấy hết vàng về luôn chị. Ủa nhưng mà anh cưới vợ anh là anh có đăng ký kết hôn hay này nọ không? Dạ có chị. Ủa vậy mắc mớ gì là tự nhiên lấy hết vàng đưa về quê, anh hỏi lý do không? Dạ tại em cũng không hỏi lý do nhưng mà ông người vợ em mới nói là nếu mà em với vợ em về ở thì vàng giọng của em thì giao mà cho ông bà vợ em giữ, mà thì tiền của em giữ được chứ đâu bằng với lo đưa cho ai. Thì em hỏi vợ em là giờ vàng với con em chọn bên nào, vợ em vui vậy thì chọn bên vàng kiếm tiền, còn con thì em bắt vậy đó. Con mất là sao anh? Dạ em có đứa con trai á. Là anh mất con á hả? Dạ đúng rồi, giờ con ở với anh với ông bà nội. Là con của anh là ý là bị bệnh hay sao anh? Dạ không, như là vợ anh á, bắt vợ con đi về dưới, rồi anh xuống đó là anh kêu bắt anh bắt con em về, mà vợ anh không cho. Anh mới hỏi vợ anh hỏi là vàng với tiền với em chọn cái nào, vàng với tiền với con em chọn cái nào, thì vợ anh chọn vàng, lấy tiền vàng hết thì con đi anh giữ đi em ra tò đàng hoàng đi. Rồi ok, hiện tại là bây giờ anh có mối tình thứ hai thì sao? Dạ mối tình thứ hai thì chị cũng biết mà, tại mình mới gặp đôi giống này. Rồi về chuyện tiền bạc á, tình thứ hai thì người ta đòi em là đòi cưới còn 100 triệu ta mới cho phép tới cưới. Em nghe vậy em cũng sợ, bởi vì mình đấu đổ vô một lần như vậy đó. Nói chung là họ đòi có 100 triệu để cưới đúng không? Rồi thì tại bây giờ nếu mà đến với chương trình á, anh mong muốn bạn gái như thế nào nè, ngoại hình đi. Cũng biết lo làm ăn gia đình như vậy. Cũng cao có khoảng 1m50 hay 5 mấy cũng được chứ chị. Em cũng cặt quan trọng người mà xấu đẹp gì đó. Ừ. Tuổi tác thì sao anh? Tuổi thì các bạn bên ngoài em thì năm nay mới 30 rồi. Tuổi tác thì lớn là sống được, tại vì em năm nay em 30 tuổi đó chị. Lớn hơn cũng được đúng không? Dạ đúng rồi. Lớn hơn cỡ, anh cho em con số nhất định đi, lớn hơn cỡ bao nhiêu? À, cỡ 2-3 tuổi cũng được đó chị. Rồi. Về quê quán thì sao nè? Quê quán nghề nghiệp bạn thế nào?
Quê quán em thì ở An Giang đó chị. Quê quán em ở An Giang, giờ hiện tại em làm ở Sài Gòn. Không, bạn gái của anh nó quê ở đâu thì được. Bạn gái của anh ở dưới đó, bạn gái của anh thì cùng quê hay là người Việt Nam được chị? Ở đâu cũng được chứ. Rồi ok, nghề nghiệp có công việc ổn định là được đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi ok, giờ đây là một buổi casting bằng hẹn hò thôi. Nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình đó, sẽ có một bạn biên tập làm việc với anh sâu hơn ha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Yeah. Sài Gòn lâu chưa? À, thì mình vào từ năm 1992 mình vào trong Sài Gòn được khoảng hơn 30 năm rồi. Theo bố mẹ mình mà. Có nghĩa là mình đã vào từ nhỏ rồi. Đúng rồi, mình ở với bố mẹ, với cả hai đứa em gái. Ok. Cái đấy là chỉ là quê gốc thôi. Thế bây giờ nhà cửa mình là mình ở với bố mẹ hay là sao? Rồi mình ở với bố mẹ mình mà ở với nhà. Dũng từng có mấy mối tình rồi? Dũng có mấy mối tình rồi? À hiện tại thì trước là mình đến bây giờ là mình cũng có hai mối tình rồi. Và mối tình đầu tiên của mình đó là cái năm mình học cấp 3 đó, lớp 12 á. Do là lớp 12 thì bố mẹ cũng muốn là con cái tập trung vào học á, cũng nói chung là cũng cấm cản mình với bạn đó, là mình tập trung vào học rồi mình cũng chia tay cái bạn đó. Rồi khi mà mình ra trường khoảng 2 năm á, có quen bạn thứ hai của mình rồi, quen được khoảng 1 năm thì không hợp nhau là không hợp điểm gì? Là cách nói chuyện, rồi cái suy nghĩ nữa. Tại vì cái bạn đó là kém mình 4 tuổi. Nên là cái suy nghĩ mà nó còn hơi con nít á. Suy nghĩ con nít. Mình thì bản thân mình thì suy nghĩ nó thực tế á. Thì cái bạn đó thì lại suy nghĩ cho mình đúng không? Con nít á. Nên là mình theo một thời gian mình thấy hai đứa không hợp nhau. Mình chủ động chia tay. Rồi. Vậy là bạn độc thân là từ 35 bao nhiêu? Từ được mấy năm rồi? Sao bạn? Mình độc thân khoảng được một thời gian dài thì đúng không? Mình từ cái lúc mà ra trường. Ra trường có nghĩa là 2 năm, sau 2 năm ra trường mình quen với bạn đó được 1 năm. Nhưng mà nói chung 7 năm rồi, 7 năm. Tại sao mà có thể kéo dài cái thời gian độc thân đấy 7 năm mà không đi tìm kiếm một tình yêu? Tại vì là mình quen cái bạn đó là cũng hơi sâu đậm á, nó cũng là cái mới tình mà mình không biết, trong hai cái tình đó cũng sâu đậm, tình cảm cái bạn lúc đó là mình cũng là muốn tập trung vào cái sự nghiệp của mình á, mình cũng chưa có suy nghĩ là sẽ đi tìm muốn tổ chức nhau. Rồi, thế còn thời điểm bây giờ thì tại sao lại muốn tham gia bạn muốn hẹn hò? Thật sự thì cái độ tuổi của mình á là nó cũng là cái độ tuổi là tốt rồi nhé, bản thân mình cũng có bố mẹ rồi, là con mình lập gia đình á, là mình tìm cái công việc như online hoặc là trực tiếp á, mình tiến tới là như vậy. Mình cũng có tìm hiểu cái chương trình, xem chương trình mà bạn muốn nhận hỏi từ mình rồi, mình thấy chương trình rất uy tín, rất là nhiều cặp đôi hoàn thành thành đôi đó, là mình cũng cân nhắc là mình đăng ký. Rồi, ok. Rồi bây giờ bạn mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào? Anh thông cảm, tại vì nhà mình nó hơi ồn xíu, nó mưa lắm, mình hơi ghét vậy. Bạn mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như nào, miêu tả từ cái ngoại hình cho đến tính cách nhá. Về cái ngoại hình thì mình muốn là bạn cao từ mét 5 không người miền Tây nhé, không người miền Tây á? Đúng rồi, không người miền Tây. Rồi. Như lý do riêng của mình. Rồi. Người tính không trẻ con. Tuổi từ tuổi 99, 95, 96, 93, 90 đó là những tuổi. 99 này 95 đúng không? 96.
chín gì? 96. Rồi tiếp còn gì nữa? 9 là 93 hoặc là 90 là những cái đội mà mình mong. À, mong muốn rồi. Cái cả là sống không muốn là sống nói chuyện nó hơi nhiều lắm một chút á, tại vì bản thân mình hơi giúp nói á, nên là mình cũng tiện đánh giá. Nửa tư của mình là nói nhiều một chút. Rồi, ok. Đó là những cái mong muốn của mình. Thế vậy riêng bạn thì là không miền Tây là được đúng không? Mà địa lý vùng miền thì chắc là bạn gái cứ ở Sài Gòn thì mình có thể kết nối với nhau được đúng không? Đúng rồi. Công việc của bạn ấy thì như thế nào thì mình nghĩ là phù hợp với mình? Công việc các bạn? Công việc của bạn nữ? À, mình thì mình không quan trọng công việc gì đâu, miễn là bạn gái công việc ổn định là được. Rồi thế còn bản thân của Dũng khi mà chuẩn bị về lấy vợ rồi á thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng những cơ sở vật chất hay là có những thứ gì rồi để mà mình có thể tiến tới hôn nhân? Hiện tại thì mình cũng có nhà riêng rồi, bố mẹ mình cũng mua nhà riêng cho mình á. Thế cả là hiện tại bây giờ thì mình vẫn chưa làm công ty, nhưng mà cái điểm muốn của mình tương lai á, mình sẽ về kinh doanh riêng, thì mình cũng có kinh doanh hàng điện nước á. Hiện tại bây giờ bố mẹ mình đảm nhận cho mình cái cửa hàng đó, tương lai mình về mình sẽ đảm nhận cái có vợ đó thì mình sẽ đảm nhận cái đó. Rồi. Ok. Mình có bên theo đạo gì không hay như nào không? À không, mình thì cũng có theo đạo. Mình không đạo. Rồi ok, như thế thì cũng dễ. Ok đúng nhá. Chương trình sẽ liên hệ với bạn nếu mà tìm được cái đúng người mà phù hợp với lại bạn á. Thì có gì thì bạn muốn hẹn hò quay tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên là cũng thuận lợi cho bạn ha. Alo. Mình nghe này bạn có nói gì mình nghe này. Thành phố Hồ Chí Minh chương trình bạn muốn hẹn hò quay ở Sài Gòn á, thế nên là cũng thuận lợi cho mình. Rồi mình biết rồi. Ok ok, thế vậy có gì đợi thông tin từ chương trình nhá. Rồi, cảm ơn nhiều ạ. Rồi, cảm ơn Dũng. Anh giới thiệu một số những thông tin cơ bản về bản thân của mình nha. Họ, tên, ngày tháng năm sinh, tên, tuổi, quê quán á. Dạ, anh đang công tác ở đâu, đang làm công việc gì để cho mình có một số những thông tin về nhau chưa cả hả? Anh tên là Trịnh Thái Long. Trịnh Thái ngày, Long sinh ngày 10 tháng 3 năm 1985. Rồi anh đọc lại họ tên và ngày tháng năm sinh giùm em nhé, vừa tín hiệu nó bị mất. Trịnh Thái Long. Rồi cho vậy. Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1985. Công việc quê quán vùng miền. Công việc là lái xe văn phòng. Lái xe văn phòng. Hiện tại đang ở đâu? Hiện nay đang ở Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Anh là một con người như thế nào? Có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Người hơi hiền, hơi nhút nhát á. Anh thấy anh có cái điểm nào mà người ta gọi là điểm mạnh? Điểm mạnh của anh tự tin vào nhất cái khả năng nào của mình trong cuộc sống? Trách nhiệm. Rồi. Còn gì nữa? Cũng không suy nghĩ nhiều về cái vấn đề này. Rồi, thế còn cái điểm nào mà điểm yếu mà mình còn hơi kém? Nói nhanh nè, không kiềm chế cảm xúc. Rồi, không kiềm chế cảm xúc. Cảm xúc này là cảm xúc nóng giận hay là cảm xúc đau khổ hay là cảm xúc buồn hay là cảm xúc vui? Thường không. Ví dụ hay kiểu muốn nói cái gì là nói một tràng luôn, không ngưng hoặc là không kiềm nén được cảm xúc á, cũng nhiều vui là bộc lộ vui nhưng mà buồn bộc lộ buồn nhớ. Rồi. Có bao giờ anh bị gặp phải thiệt thòi hay là gặp phải sự cố vì những cái lời nói thẳng như thế này không? Không có. Đại loại nó như thế nào nhỉ? Ví dụ có những lúc ví dụ mình vui thì mình nói ra những lời cũng hay, nhưng mà sau đó khoảng tầm 5 phút rồi mình ngồi lại mình thấy à, mình lúc đó mình
không kiềm chế được cảm xúc của mình, lúc đó tôi im lặng vậy đó. Thì có những lúc không nên tập thấy, không nên nói. Ok, vậy thì trước giờ là anh đã từng trải qua hôn nhân chưa? Hoặc là có mối tình nào chưa? Mối tình thì có nhưng mà cũng lâu rồi, nhưng mà hôn nhân thì chưa. Mối tình thì cũng có, thế mối tình có khoảng mấy mối tình? Nếu mà chính thức thì nếu mà này để kể ra thì để nói thì có hai, còn tức tổng cộng thì tổng hợp là bốn đi, nhưng mà kiểu có hai cái mình yêu đơn phương. Hai mối tình yêu đơn phương. Còn hai mối tình thì một mối tình mình hồi tuổi trẻ, thì với mối tình thì cuối cùng gần nhất là cơ bản kiểu như tình hiểu mà không hợp nhau thì chia tay. Cái quá trình mà chị tìm hiểu không hợp đấy và chia tay đấy thì gọi lên là, theo em nghĩ thì là anh chỉ có một mối tình là chính thức, là cũng tìm hiểu và không hợp rồi chia tay đúng không? Chứ còn lại thì là hai mối tình yêu đơn phương mà. Đúng ra cái chuyện tình cảm thì từ nhỏ lớn mình ít, nhưng mà nên mình nếu có thì mình cũng để kênh quá khứ, nhưng cũng muốn nhắc lại á. Thứ hai cái mối tình mà gần nhất á, thì cách đây cũng tầm 4 năm. Đúng rồi, kiểu là thật ra là không ai muốn nhắc lại quá khứ, và chương trình cũng chưa có phải là gọi là đưa người nhân vật lên để nhắc lại quá khứ. Nhưng mà tại vì đây nó sẽ là những cái mà dẫn dắt, những cái cầu nối để mà hai nhân vật là nhà trai và nhà gái trao đổi và chia sẻ với nhau. Thì những cái câu chuyện gì của anh Lâm khi mà đã trải qua trong chuyện tình trường rồi thì nhà gái người ta cũng phải được nghe và người ta được biết, và chúng ta làm việc là trung thực với nhau. Thì ở đây cái profile của anh rất là sạch sẽ mà, đâu có vấn đề gì đâu. Thế là không có cái gì phải ngại này kia, khỏi mà không có thể không chia sẻ được cả, đúng không? Tại vì cái mình biết điểm yếu của mình là cái khả năng truyền đạt hoặc khả năng xây dựng câu chuyện nó rất kém. Thì chính vì như thế thì mới có là biên tập ở đây để bọn em tóm tắt lại, để bọn em sâu chuỗi lại nhá. Không vấn đề. Thì đấy, thì bây giờ mình biết được một số những câu chuyện của bác là về tình trường là nó cũng không có nhiều. Thế nên là tình trường nó không có nhiều thì phải từ những cái câu chuyện này mình sẽ tìm cái nhân vật, tìm cái nhà gái cũng tương đương là có cái câu chuyện tình trường nó cũng mỏng manh như vậy, để hai người mới hợp nhau về nhiều cái quan điểm ha, chứ không phải là đào lại quá khứ hay cái gì hết đấy. Rồi ok, bây giờ thì anh đang ở nhà bè này, là nhà cửa là nhà của ai hay là vẫn nhà thuê? Phải không, mình đang ở trọ một mình. Đang ở trọ một mình. Được rồi. Còn quê gốc của mình ở đâu và bố mẹ đang ở đâu? Mình chỉ còn mẹ ở quê ở thành phố Huế. À, anh là Huế. Rồi, quê là thành phố Huế đúng không? Được rồi. Rồi bây giờ nếu mà lấy vợ về thì chuẩn bị những cái gì cho hôn nhân rồi? Chuẩn bị cho hôn nhân thì tất nhiên sẽ cùng, tạm thời trước mắt là đang muốn cố gắng lập nghiệp ở Sài Gòn á. Lập nghiệp Sài Gòn. Anh về lương tháng của anh là bao nhiêu? Lương tháng là tổng thu nhập thôi. Dạ vâng, lương tháng trung bình một tháng của anh là bao nhiêu? Nếu mà làm một công việc chính ở công ty thì 13 triệu. Nghĩa là có thêm cả việc ngoài lẫn hoa hồng đấy. Không, ý là thời gian trước mình cũng có làm thêm nhưng một mảng, nhưng mà nghĩ là bây giờ mình chuyển qua làm thêm một mảng, làm thêm ban đêm là chạy xe dịch vụ đó. Rồi. Ok, bây giờ anh mong muốn tìm mẫu người như thế nào đó? Nói chung là tâm lý và kiểu chuyện thôi, nói chung là có thể nói chuyện với nhau là ok á, cái kiểu đồng cảm á. À, về ngoại hình thì sao? Miêu tả chi tiết về ngoại hình nhá. Dạ, ngoại hình thì nói chung con gái thì hơi thon và gọn, nhỏ cũng được.
tức là mình không yêu cầu cái cao cái đẹp như nào, nhưng mà kiểu nó to và gọn lắm, dễ thương đúng không? Dạ. Còn dễ thương à? Là sao ạ? Rồi bây giờ thế cô làm công việc gì thì phù hợp anh? Thế vậy thì em cũng đặt nặng nhu cầu nhiều công việc gì. Cơ bản nếu làm văn phòng hay y tá hay gì giúp viên thì càng tốt. Ở quê quán vùng miền. Nếu được thì miền Trung á. Nếu được thì miền Trung. Rồi. Rồi. Anh có bất cứ yêu cầu gì về bạn gái anh cứ nói. Thì bạn gái thích kiểu mình thích thích người là hay cười với vui vẻ. Hay cười vui vẻ. Thì em trầm tính nhưng mà cũng muốn tìm bạn gái nó năng động một chút á. Dạ. Nên có người có dễ hòa được hơn. Rồi. Độ tuổi thì bao nhiêu? Dạ, nó tổng từ 30 đến 34 á. 30 thì 34. À, cô gái mà đã từng đổ vỡ hôn nhân một lần thì anh thấy ok không? Hay anh muốn cô gái chưa từng có hôn nhân? Nói chung cái chuyện tình cảm thì tại vì em cũng quan tâm cái quá khứ của bạn ở nhau, đã hôn nhân hay đổ vỡ như thế nào, quan tâm khi hai đứa thích nhau hợp nhau có thể cái hiện tại có thể nó bỏ qua tất cả thôi. Có nghĩa là anh không quan tâm. Nhớ không quan tâm nhiều. Nhớ vâng, cũng không quan tâm nhiều. Ok. Ok, cảm ơn anh nhá. Thì hôm nay hỏi thông tin của anh những cái thông tin cơ bản trước. Nếu mà tìm được cái người mà phù hợp những cái tiêu chí vừa rồi á thì bắt đầu mình đi làm nội dung thêm sâu hơn nữa. Nhớ vâng. Mình xác định nha. Nhớ vâng ạ. Dạ, cảm ơn anh lắm. Nhá. Chào chương trình.